Xin chào các bạn, mình nghe mấy người bạn miền Nam, miền Bắc nói rằng dân miền Trung thường keo kiệt, đi bo. Ai lịch sử hơn thì bảo người miền Trung tính toán chi tiêu rất giỏi. Vậy có bao giờ các bạn hiểu được những nỗi lòng của người miền Trung phải trải qua những ngày tháng hạn hán, những mùa mưa bão phải gồng mình gánh chịu, để rồi khi mỗi cơn bão đi qua là tan hoang cửa nhà, gần như là tay trắng. Mình cũng là người dân miền Trung, hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết có phải người miền Trung keo kiệt nhưng mọi người vẫn hiểu nhầm hay không, mà có thể sẽ có rất nhiều người chưa hiểu được. Video này mình làm không phân biệt vùng miền nào, vì tất cả trên giải đất hình chữ S này đều là một nhà, là máu đỏ da vàng. Ở đây mình chỉ muốn các bạn hiểu thêm hơn về mảnh đất đầy nắng gió cũng như con người miền Trung mà thôi. Nếu các bạn có dịp ghé qua miền Trung vào dịp mùa mưa bão lũ lụt thì mình chắc các bạn sẽ hiểu được phần nào nỗi khổ của người miền Trung phải gánh chịu. Đúng, miền Trung không được ông trời ưu đãi như miền Bắc hay miền Nam. Miền Bắc thì có thể nói là khí hậu tốt hơn miền Trung rất nhiều, trong khi mùa nước nổi ở miền Nam thì người dân lại được lợi, họ làm lễ ăn mừng. Còn miền Trung thì sao? Ở miền Trung chỉ có lũ lụt, nếu năm nào không có thì họ mới ăn mừng. Còn bão thì khỏi phải nói, đây là món ăn quen thuộc của người miền Trung rồi, năm nào cũng có, bão mạnh, bão nhẹ đều có đầy đủ hết. Cơn bão này chưa xong thì cơn khác lại kéo đến. Các bạn miền Nam có lẽ ít khi bị bão nên chắc không hiểu được khi cơn bão đi qua thì hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Người dân miền Trung năm nào cũng phải oằn lưng gánh bão, rồi lũ lụt. Sau cơn mưa trời lại sáng, đúng là trời sáng thật. Nhưng cuộc sống người miền Trung ngày càng thêm khổ do mỗi lần bão đi qua. Có bạn nào đã thử đặc sản gió Lào của miền Trung chưa? Nếu có dịp thì ghé qua một lần cho biết. Nắng bên châu Âu ăn thua gì so với hạn hán ở miền Trung? Nắng như thiêu như đốt, nắng đến nỗi cây cối không sống được, nắng khô cả người. Rồi thì hạn hán chưa xong thì ông trời thất tình cho trời đổ mưa xuống từ sáng đến chiều, ngày này qua ngày khác, đến nỗi mưa thối cả đất và bắt đầu là bão lụt. Tự hỏi người dân miền Trung có ngóc đầu lên được không? Trong phần khí hậu giờ đến con người miền Trung. Có thể vì miền Trung nghèo nên sẽ ảnh hưởng đến một phần tính cách của con người. Nếu mình không nhầm thì có lẽ người miền Trung có mặt hầu hết trên đất nước Việt Nam, thậm chí đi nước ngoài cũng chiếm số lượng khá đông. Tại sao? Lý do đơn giản lắm các bạn. Vì ở quê thiên tai hạn hán, bão lụt mất mùa, thậm chí trắng tay sau một đêm mưa bão. Tự hỏi thanh niên không vào Nam ra Bắc kiếm sống thì lấy gì mà ăn? Mình vẫn công nhận người miền Nam rất thoáng, nhưng vì họ không trải qua những đau thương như người miền Trung nên họ có thể chưa hiểu được hết con người miền Trung. Người miền Trung không keo kiệt, nhưng họ tiết kiệm để tích góp tiền gửi về cho bố mẹ già, cho vợ con, cho em thơ đi học. Đúng là người miền Trung không phóng khoáng, xanh điều như người miền Bắc hay miền Nam, nhưng bù lại họ chịu khó, cần cù lao động, bởi vì họ sinh ra trên mảnh đất nghèo khó, chịu nhiều thiên tai nhất đất nước. Người miền Bắc làm được 10 đồng thì tiêu 7 đồng để dành 3 đồng. Người miền Nam làm được 10 đồng thì tiêu hết cả 10 đồng, thậm chí còn âm. Còn người miền Trung làm được 10 đồng thì chỉ tiêu có 3 đồng để dành 7 đồng, tích góp gửi về quê cho bố mẹ, dựng lại căn nhà vừa mới bị bão tàn phá. Miền Trung là thế, con người miền Trung là thế. Những con người luôn âm thầm chịu đựng biết bao khó khăn, luôn chịu đựng biết bao khổ đau nhưng chưa một lần than thân trách phận. Và ở đâu cũng vậy thôi, cũng có người tốt, người xấu. Trên khắp đất nước này còn rất nhiều vùng miền quê đang còn rất nghèo, không riêng gì miền Trung. Chúng ta là người Việt Nam, là người một nhà thì đừng bao giờ phân chia vùng miền. Nếu không giúp gì được thì cũng đừng phán xét họ, vì không ai là hoàn hảo cả. Nên cũng đừng vội đánh giá một người chỉ vì họ không phóng khoáng. Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã xem video.